Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một loài cây phong thủy. Đó chính là cây nưỡi hổ. Em nghe nói cây nưỡi hổ này phong thủy của nó rất là tốt. Cũng như là nó có khi mà mình đặt cái cây này ở trong trong nhà ấy, thì cái cây này mang lại rất là nhiều những lợi ích, như là nó có thể là hút những cái chất điện từ, rồi những cái chất độc nó sẽ có thể là dung hòa những cái sóng điện từ hay là những cái chất độc này. Đấy. Và ngoài ra thì cái cây nưa hổ này nó có thể là trừ trừ tà hay là ma quỷ. Đấy, nói chung rất là nhiều lợi ích. Và phong thủy thì nó sẽ giúp mình có nhiều thuận lợi trong công việc và làm ăn. Một cây này thì cây này